Xin chào buổi tối các anh chị và các bạn nhé Buổi tối rằm tháng chạp Rằm tháng chạp Xem mấy giờ rồi 6 giờ tròn các anh chị ạ 6 giờ tròn Rằm tháng chạp 2020 đấy Tại sao tối lại còn phải mò mẫm ra vườn làm gì phải không các bác Thực sự là Tối ra vườn như thế này thì Lẽ ra là không đánh động như này đâu Cơ bản là uh, Gọi là canh táo một tí các bác ạ anh táo một tí nhé đây để cho những quả nó không vặt tóm lại là cái trong cái quãng thời gian vừa rồi ấy, thì chỗ nhà em này cũng có cái tình trạng là là, là thực sự là mất trộm hoa quả thực sự, hơi bực, bực mình anh chị ạ không phải là của lấy của nhau đâu mà đa phần là anh em gọi là cái đội mà tam mao nghiện ấy mặt trăng mặt rằm uh, trăng rằm các bác cả đấy nghiện thì nó lại tước vùng nọ lấy vùng kia mà cánh đồng rộng mênh mông này thì cứ đeo bao đi lấy chỗ nào cũng thế ở khu vực ở trên em mất hoa quả từ ví dụ bưởi da xanh này cam đường này rồi táo này thực sự là cũng cũng mất uh, lấy tương đối nhiều mà thực sự là vườn này như em lấy mình cũng không biết được nó lấy bao nhiêu thực sự có mất các anh chị ạ thế nên là mình đá ra vườn một tí để gọi là thăm vườn buổi tối thôi chứ thực ra là gọi là xem có thấy có giống như kiểu là nó thấy có người thì nó, nó không lấy thôi chứ ở góc độ mà canh thì canh thế nào được phải không các bác Đấy. lẽ ra nếu mà canh là phải ngồi im rình nhưng mà làm gì rình được như thế phải không các bác không làm gì bắt được đâu nên là ở góc độ gọi là đi ra vườn buổi tối dạo qua một tí thôi nên là gửi đến các anh chị một chút nhé nên còn về giá cả táo ngày hôm nay thì thực sự là ngày hôm nay hàng rằm anh chị triệu hàng dầm thì để chợ hàng rằm thì hôm nay lại mua lại ắng hơn nhé táo quả ấy, Đó quả mà đi hàng rằm ấy thì các đại lý ngày hôm nay thì hôm qua là mua đẫy rồi anh chị ạ qua là mua đẫy rồi nhé hôm nay thì cảm thấy là cái lượng mua bị ắng hơn này Đấy thì chắc phải ít nhất chứng phải ít nhất ngày hôm nay ngày mai thì sức mua nó lại trở lại Đấy thì bao giờ quy luật thế bán ngày 13 14 thì rất là một khu... rất là mạnh nhưng mà ngày 15 thì kiểu gì cũng sẽ bị ắng hmm. Đấy, như hôm qua có mấy anh em cũng giao lưu điện bảo em chót hái rồi ừ, hôm nay hái ngày hôm qua hái nhiều nhiều rồi. thì hôm nay bán thì nó sẽ sẽ đuối hơn đấy, đấy sẽ đuối hơn đấy. và 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 cái giá cả nó sẽ thấp đấy giá như ngày hôm hôm qua ví dụ như là đài loan đẹp ngày 14 chẳng hạn đài loan đẹp thì vẫn còn có giá đến 38 40 cơ đấy xuân thì vẫn 28 30 cơ đấy, hàng xấu xấu một tí thì đài loan 33 1.000 một cân cơ đấy, xuân cũng 25 27.000 một cân cơ các anh chị ạ nhưng mà ngày hôm nay thì nó trứng hơn bởi vì lượng đi chợ ngày rằm ấy thì nó mua đẫy ngày hôm 14 rồi nên là 15 thì sẽ hạn chế hơn nhé ừ. ừ. ngon lắm còn về cây táo giống ấy thì <laughs> các anh chị ở gần đây đến lấy, lấy rất là nhiều ví dụ như em ở biên sơn này các anh chị em ở tân lập này các anh chị em ở các xã lùng quanh đấy thì cũng phải nói với các anh chị là nếu các anh chị xem video lần đầu và cũng như là trồng cây táo lần đầu ấy, thì các anh chị thấy là cây táo dễ tức là cây táo cây táo giống trồng ở dưới đất như đội em đánh dễ lên rất là khỏe nhé và làm kinh nghiệm là giống nó rất là khỏe khỏe hơn cả táo bầu rất là nhiều đấy, và như anh Ngọc ở ở trà Vinh đúng không nhỉ anh Ngọc ở trà Vinh thì cũng như là rất nhiều các anh chị em mà em gửi giống cho từ năm ngoái thì ban đầu thì cứ bảo là như cây củi này thì làm gì sống đúng nhỉ? nhưng các anh chị trồng chỉ đến 10 ngày sau tưới ẩm vào nhớ là không cho phân nhé thì do nó khác lên mầm lên nhánh lên rất là mập và rất là khỏe sau hai tháng các anh chị tưới vào thế là lên thôi đấy các anh chị đều nói như vậy đúng không nhỉ? cứ bảo là tại sao nhìn như que củi này các cây khác à, đánh bầu đánh gần chết mà còn không sống tại sao mà cây này lại sống được đúng nhỉ? đấy thì các anh chị như vậy nhé chọn táo chọn dễ thôi Vậy thì trong ngày hôm nay thì chiều nay em cũng đánh một ít táo rồi gọi trăm cây cho một cái anh chị ở thành phố à, thị xã An Khê của Gia Lai nhé thì mai em cũng gửi anh ấy vừa trồng vừa bán bởi vì anh cũng nói là năm ngoái thì anh ấy mua giống ở Hà Nội vào gửi vào nhưng mà nó giặt giống tao gì nó cứ lôm cơm đúng không nhỉ bảo táo ngọt thì lại ăn ra thành táo chua mà bảo táo quả to thì ra quả nhỏ đúng nhỉ? đây thì anh không tin tưởng và anh xem được cái clip của em thì anh bảo là có chuẩn không? bảo ừ, anh cứ yên tâm là anh gọi với em thì đã là ok rồi nên là uh, trong ngày mai thì sẽ gửi cho anh nhé anh uh, vườn hồng ở thị xã An Khê, gia lai nhé vì canh chị em ở gia lai, đắk lắc thì cũng như đắk nông tây nguyên thì trồng rất là nhiều rồi đức cơ iagrai đúng nhỉ? rất nhiều canh chị cũng đã em đã gửi từ năm ngoái rồi cũng đã trồng và đã thành công rồi và mua bán cũng rất là tốt. Cái như ở tây ninh thì có em thúy, nhỉ? ở bình phước thì có anh tuấn, ở vĩnh long thì có anh nghe, không nhỉ? bây giờ thì có em uh, duyên, đúng không nhỉ? ở chùa đông phước, thị xã bình minh, ấy nhỉ? rất nhiều các anh chị em Đấy, đã trồng và đã lên rồi, rất là đẹp, đúng không nhỉ? thì cũng lưu ý các anh chị là trồng thì các anh chị trồng đừng cho phân ngay nhé, đừng cho phân lót hóa học ngay nhé, mà cứ trồng đất không, được chưa? cứ trồng đất không để 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 cho nó lên được thì hãng uh, hãng tưới sau nhé. Đấy thì bây giờ đây này, nhiệm vụ của em trông nói thế thôi nhưng vẫn phải phát hai bao táo này về này, anh chị này thấy chưa? Đây, hai bao táo này về này, thấy chưa? Táo quả đấy, đấy, lát vác về, lại vừa hái xong, thực sự là, lắm Thì vừa cứ vừa nói vừa ăn thì hơi mất lịch sự một tí nhưng mà thôi, cứ mời các bác để biết là để táo rất là sạch nhé, rất là ok rất là ngon chất lượng cực kỳ tốt nhé Đó. bao táo quả bây giờ thì em sẽ ra về đây và cây giống thì các anh chị cứ tư... alo cho em nhé em sẽ tư vấn từ cách trồng nhỉ. trong quãng thời gian vừa rồi thì gửi cho cũng ngày nào cũng gửi cho các anh chị thôi Đấy thì cũng có thể là không có không lên video được thì các anh chị cũng thông cảm bởi vì em cũng rất là nhiều việc thì rất là mong các anh chị thành công đặc biệt là cái việc mà kỹ thuật chăm sóc táo kỹ thuật trồng táo như thế nào nhỉ thì các anh chị cứ alo cho em em sẽ tư vấn tận tình từ a đến z và bao chuẩn bao đẹp và bao yên tâm cho tất cả các anh chị đấy người ta đã đốt pháo hoa rồi các anh chị này đấy chưa đấy đốt pháo hoa mặt trăng thì vẫn kia cái mặt trăng lấp ló kia, vậy, thôi bây giờ thì em cũng ra về đây để chúc các anh chị thành công. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Các anh chị nếu có nhu cầu về trồng cây táo nhỉ, thì anh chị alo cho em theo số điện thoại 0368052750. Em xin cảm ơn và xin đảm bảo với tất cả các anh chị rằng yên tâm đúng nhỉ, bởi vì có nhiều anh chị đã nói là theo dõi kênh của em ít nhất là 3 năm nay rồi. Bây giờ mới có thể, tức là bây giờ mới có đất để 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 um, để trồng đấy thì các anh chị đặt cây ngay không nói năng một câu gì cả bởi vì em hướng dẫn cũng rất là cặn kẽ rất là tỉ mỉ còn nếu các anh chị chưa rõ thì cứ nhấc máy điện thoại ừ. nhỉ tư vấn ờ, thì em sẽ tư vấn đầy đủ cho các, tất cả các anh chị nhé Rồi, em cũng xin chào tạm biệt chúc buổi, các anh chị buổi tối bây giờ thì em cũng ra về thôi và cũng không gọi là không trông trông trộm nữa nhé <laughs> nói là trông trộm thôi thực ra là còn phải đeo táo về nữa đấy các bạn ạ. Yeah. Đấy. Đấy. Đấy, em xin chào và hẹn gặp lại các anh chị chúc các anh chị buổi tối đã ấm áp bên gia đình